Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cô huấn luyện viên Alfred Rahio với bóng đá Việt Nam chính là chiến thắng trước Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004. Trong buổi tối mùa thu tại Muscat, Oman, ngày 13 tháng 10 năm 2003, cậu bé Vàng Văn Quyến đã tạo nên lịch sử với cú dứt điểm tinh tế, ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Hàn Quốc, khi ấy vừa lọt vào bán kết World Cup 2002. Cho đến bây giờ, đó vẫn là chiến thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ Kim Chi. Vì thế, mỗi khi những chiến binh sao vàng đụng độ với đối thủ này, khoảnh khắc ghi bàn của Văn Quyến vẫn được nhắc tới. Cách đây 20 năm, huấn luyện viên Alfred Rahio sở hữu tập thể gồm khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Văn Quyến, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Tuấn Phong. Họ đã chiến đấu trước sức ép nghẹt thở của Hàn Quốc, hứng chịu 16 cú dứt điểm trước khi tạo nên cơn địa chấn vô cùng đáng nhớ. Báo chí Hàn Quốc nhắc về trận đấu cách đây 20 năm giống như nỗi đau khó gột rửa bởi khi ấy. Đội hình của đội tuyển Việt Nam gồm khá nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Thế mới nói, đội hình trẻ trong tay huấn luyện viên Chu Xie không hẳn là yếu tố bất lợi trong trận đấu với Hàn Quốc. Thay vào đó, yếu tố cốt lõi để tạo ra những cơn địa chấn như đội tuyển Việt Nam thời điểm cách đây 20 năm là ý chí chiến đấu kiên cường và tinh thần không biết sợ hãi. Đó là công thức chung để bất cứ đội bóng yếu nào nghĩ về cuộc lật đổ. Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện được những điều này. Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cô huấn luyện viên Alfred Rahio với bóng đá Việt Nam chính là chiến thắng trước Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004. Trong buổi tối mùa thu tại Muscat, Oman, ngày 13 tháng 10 năm 2003, cậu bé Vàng Văn Quyến đã tạo nên lịch sử với cú dứt điểm tinh tế, ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Hàn Quốc, khi ấy vừa lọt vào bán kết World Cup 2002. Cho đến bây giờ, đó vẫn là chiến thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ Kim Chi. Vì thế, mỗi khi những chiến binh sao vàng đụng độ với đối thủ này, khoảnh khắc ghi bàn của Văn Quyến vẫn được nhắc tới. Cách đây 20 năm, huấn luyện viên Alfred Rahio sở hữu tập thể gồm khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Văn Quyến, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Tuấn Phong. Họ đã chiến đấu trước sức ép nghẹt thở của Hàn Quốc, hứng chịu 16 cú dứt điểm trước khi tạo nên cơn địa chấn vô cùng đáng nhớ. Báo chí Hàn Quốc nhắc về trận đấu cách đây 20 năm giống như nỗi đau khó gột rửa bởi khi ấy. Đội hình của đội tuyển Việt Nam gồm khá nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Thế mới nói, đội hình trẻ trong tay huấn luyện viên Chu Xie không hẳn là yếu tố bất lợi trong trận đấu với Hàn Quốc. Thay vào đó, yếu tố cốt lõi để tạo ra những cơn địa chấn như đội tuyển Việt Nam thời điểm cách đây 20 năm là ý chí chiến đấu kiên cường và tinh thần không biết sợ hãi. Đó là công thức chung để bất cứ đội bóng yếu nào nghĩ về cuộc lật đổ. Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện được những điều này.